gì có á. Làm nhẹ này, làm nhẹ cái này. Đó, sao mà làm một cái pha đấy đi. Rồi mấy ông, cái app này là nhiều vô cùng luôn, nhiều vô cùng luôn. Vàng thì vàng mới cãi nhau người yêu được một tuần thôi, mới ra đường có một tuần thôi. Thì người yêu vàng làm trên cái app Lita này này. Không biết nó nằm ở đâu ta. Nhiều quá trời nhiều. Trong liên minh huyền thoại đúng không? Ở đây. Cái app này cũng hay phết đấy nha anh em. Anh em chỉ cần nạp tiền vào giá thì rẻ mà anh em tha hồ thuê tâm sự hay là cùng trang. Đâu ta? Ủa hay nói dóc mình ta. Bảo làm trên app Lita này nè. Tôi tính tôi giả vờ nay tôi tính chôn. Tôi giả vờ làm người khác thuê để xem như nào. Ôi đây rồi. Giải ơi. Ui dồi. Giá càng thế như thế này. May mà tôi nạp tiền vào đây rồi. Ông nào muốn thuê thì mấy ông có thể vào app Lita nha. App này đấy có đa số cả đống game luôn này. Nạp tiền thì chắc là anh em biết rồi đúng không? Ấn vào trong phần này mấy ông nạp tiền các thứ đang khuyến mại ạ. Phải có cả voi nữa này anh em. Hello mọi người. Gì dạ, gì dạ. Dạ, đặt đơn cái ta, đặt đơn. Ủa sao cái này không phải là thuê đặt đơn nè. Không sao. Người ta không biết đâu, bởi vì tôi đặt cái quả tên tôi khắm mãi ra. Úi giời ơi, mãi mới phản hồi. Em chơi LOL không? Nói tôi đáng là tôi phải nói biết chơi sao tôi lú thế ta. Anh đánh thường thôi. Rồi, vô thôi. Không, cái này tôi phải xả giọng anh em ạ. Nếu tôi để giọng này chắc chắn người ta biết tôi liền. Vô, thì đánh thường đi anh em. Lâu quá không đánh danh nữa, nick này un danh nữa. Từ nha. Rồi, tôi fake giọng với anh em ạ. Hello. Hello, em tên gì? Em tên Nghiêm. Uầy, tên Nghiêm nghe nghiêm túc thế nhỉ? Chắc ba em làm thầy giáo à? Có nhận slot không? Anh cậu học trò hư đấy. Không anh ơi. Ok em, để game này anh đi rừng nho. Thế em ở đâu nhỉ? À anh giới thiệu chút, anh là Khải nha. Anh ở Hà Nội. Ok em chào anh Khải nhá. Anh là Khải Cuốn. Khải Cuốn. Em trai của Quang Cuốn đấy em. Thế chắc em biết Quang Cuốn là ai rồi đúng không? Không. Nổi tiếng như thế mà em lại là không biết. Em không có biết thì. Thế thì em kém rồi. Thế thì chắc Khải Cuốn chắc em không biết là ai đâu thôi. Đôi khi nổi tiếng nói chuyện với nhau nó không có nó không có gọi là tự nhiên. Để anh làm bình thường. Ở đây. Cái này anh cầm ly xin sẵn sàng tấn công. Anh múa cho em vài đường nha. Ok anh. Múa cho em vài đường. Để em nhớ là ly xin của Khải Cuốn nó như thế nào nha. Ghê gì ta. Nãy giờ anh ngồi anh em nói chuyện lâu á, anh mới thấy giọng em cute lắm. Có lẽ nó in sâu vào trong tâm trí anh rồi. Xạo. Nếu mà hợp thì anh có thể thuê em 1 năm được không? Anh nói với mấy ngàn người rồi đúng không? Đâu, anh chỉ nói riêng mình em thôi mà. Nhưng mà hồi trước cũng có người nói với em giống hệt vậy á. Thằng nào nhỉ? Cũng nói thuê 2 năm nhưng mà chuồn mất tiêu rồi. Ui giời, 2 năm thôi á? Ơ nhưng mà thằng đấy yêu em thật đấy. Ý anh á là bảo có 2 năm thôi á, thằng đấy là nó theo kiểu là nó gà rồi. Đấy là chuyện thằng đấy, chứ còn nếu là anh này, anh có thể thuê em 100 năm luôn cho khỏi sợ hết hạn. Ok chưa? Thế đủ uy tín chưa? Anh nói điêu quá vậy trời. Em nói thế điêu thế nào? Điêu anh làm con chó. Đẩy thấp tôi nha Nghiêm, anh Quang Anh này. Nó còn flash nha anh. Cho biết kỹ năng Khải Cuốn như thế nào. Xem tốt cái. Rồi. Nè ra chơi vô này. Vô nè. Mày này. Ôi nó. Ôi giời. Em bấm phím lực thế. Đúng tên Nghiêm với gác. Nó mất tốc biến rồi, để anh qua này. Nè. Cho mày thấy mẹ luôn. Lên này anh em ơi. Đây anh lên đi. Vô.
anh gọn giúp lính nho. Ok. Ủa mà Nghiêm. Hả? Em lưng mũi à? Sao thấy mũi em cao thế? Không, mũi em bị gãy. Em không nâng mũi, em nâng tạ à. Ôi dồi, sao em không nói sớm đi? Để anh từ đầu anh bớt ngông. Anh là anh rất thích những cái cô gái lực sĩ như em đấy. Em là đúng gu anh luôn rồi. Thôi thôi đừng xạo nữa. Có gì ba lấy mà anh có nói em kém cỏi gì em bỏ qua nha. Bởi vì ôi là trời, răng anh nó vẫn chưa đến tuổi để bay qua thung lũng nữa em. Để anh có gì anh ăn con bà lu tí anh nhường em. Rồi tí anh ra anh canh nho. Gì bỏ qua nha em. Anh còn thương hàm răng của mình thì nhớ đánh giá em 5 sao nha. Em nói thế thì anh đánh giá em 10 sao luôn như 5 sao nào được. Trời thôi à. Đợi anh ăn xong rồi anh qua mít anh nha. Nè nè lên gặt nhẹ cái đầu nè. Tốc liền, quýu liền. Em thấy không? Đánh vài đường cơ bản thôi là chúng nó biết ngay là Khải Cuốn là ai. Nó mất flash rồi nè, anh qua gan em đi. Anh lên cấp đi, anh qua anh biết anh canh cho em nha. Cho nó biết nè, ra nè. Ôi giời. Thôi luôn luôn luôn. Từ từ, lỗi kỹ thuật. Để anh ăn con cua, anh có gì anh qua mít, từ bình tĩnh nha. Không sao anh ơi. Mấy cái thằng này là anh cứ phải nhừ, kiểu cho nó nghĩ mình gà. Xong tí nữa mình ra, mình mới dọa nó thật, nó mới sợ. Ok anh. Đang chơi mà, đang chơi. Nè, lên canh tốt, đợi anh ấy nha. Rồi, mày chết. Ôi gì? Nè Nghiêm nhìn này, Nghiêm ấy. Đâu? Nhìn này, nháy cái nhẹ. Ôi giời ơi. Mấy cái này chuyện bình thường. À thế Nghiêm. Ơi, em nghe nè. Cho anh hỏi thêm có gì hiểu chưa nhỉ? Hú hồn. Em vừa mới chia tay xong. À thế à? À thế làm sao mà à? À, thế thì anh cũng chưa có người yêu đâu đấy. Thì kệ anh. Dù ngày mai bao gió ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi. Ừ nha. Về hộ cái. Thì thực ra ý anh thì cũng không có gì. Anh hỏi thế là hỏi em xem có người, ý là có cần người tâm sự không. Thì có gì hỏi anh nhá. Anh thì lúc nào anh cũng rảnh. Đó, thế là em cứ yên tâm. Em thì em không có cần người tâm sự. Em mới tập gym xong nên là em cần người tỉ thí. Thế à, thế đây, bà lưu của em đây. Em thốc, à, em ăn đi này. Đây, anh cho em á. Rồi, nó ăn dầu thiên thanh bạch nhật. Nè, nghe mày nhìn này. Đây, em tới đây. Nhảy cái nhà này. Cứu. Hay rồi anh ơi, em tới cứu nè. Hay quá, Nghiêm ơi. Nè, thằng Giam An. Rồi. thằng như băng luôn. Mà anh tắt mic tí nha Nghiêm, anh tắt mic một phút, anh có tí việc gọi điện thoại ấy mà. Má nó ra nó chia tay tôi là nó trốn đi tập gym anh em ạ. Nó gym đồ vào cơ bắp để mẹ mày. Không biết nó làm cái gì ấy, giờ rủ nó ra nó còn đòi tỉ thí nữa này. Tập gym được mấy ngày mà này cứng thế như này. Máy nhà tôi không ở gần nhưng không, bây giờ là vàng của anh em không còn vàng bình thường mà gọi là vàng sún răng rồi. Lộm len. Anh nói chuyện nghe cute vậy ta? Hả? Em nói anh nói chuyện cute. Thì đúng rồi, anh không cute thì bố anh cute à. Nhưng mà nhạt. Nhạt đâu mà nhạt. Anh vừa ăn súp cua xong bà cô bà ấy cho cả gói muối ra ôi. Mặn như chó đi. Đấy, anh ăn con sứ giả xong anh qua anh này. Ê. Ra. Ra canh anh Nghiêm ơi. Dạ, đây, em ra đây.
xin nhẹ ăn sứ giả. Wow, hay quá rồi. Rồi, ngon rồi. Mày né hộ ngay. Wow, hay quá. Đúng là best xin rồi. Trời ơi, ấy. Trời ơi má, một giây nữa thôi. Hay Nghiêm ơi. Hay quá, ôi, cho nó biết ngay sức mạnh cơ bắp đúng không? Bây giờ bà lấy tí nào play được nó hơi đen. Ủa sao nãy giờ anh im lặng vậy? Hả? Nãy giờ không thấy anh nói gì. Tại anh buồn đấy. Nghe em có tin người yêu nghe hơi buồn. Buồn cái gì anh ơi, trên app Lita có nhiều bạn nữ xinh xuất sắc luôn, dễ thương nữa. Biết đâu có được người vừa ý mình. Ờ, thực ra anh xem trên app Lita cũng nhiều bạn xinh đấy. Nhưng mà anh thấy em là hợp nhất. Vì vừa xinh mà lại còn vừa cơ bắp đúng gu anh. Nên anh thích em á, anh thuê em à. Ủa sao cái giọng với cách nói chuyện giống Tùng quá vậy? Tùng nào đây, đây. Anh là Khải Lốc Toanh, à Khải Cuốn đây, nên Tùng nào đi. Em nghe thế nào mà ra được giọng Tùng mà anh bị nhầm à? Chắc là người giống người thôi. Không, em thấy giống thiệt mà. Làm gì có. Làm nhẹ này, làm nhẹ cái này. Đó, Tùng nào mà làm được cái pha đấy nè. Ôi, đợi nó đầu hàng luôn. Ê, thôi để anh cốt cho em 10 sao nha. App 5 sao anh đánh 10 sao luôn. Uy tín liền. Dạ, em cảm ơn anh nha. Bye bye, lần sau thuê lại em nha. Sao anh thuê? Sẵn tiện đây thì mình sẽ giới thiệu anh em ngay app Lita này. Anh em vừa thấy rồi, đây là cái app mà mình thuê Nghiêm. Anh em thể thấy là vô cùng dễ và vô cùng tiện lợi. Anh em chỉ việc nạp tiền và thuê thôi. Và anh em thể trải nghiệm tha hồ. Cái app này thì anh em có sẵn trên nền tảng Android và iOS, anh em đều có thể xài được nha. Và ở trên đây thì anh em cứ yên tâm, thoải mái đi. Ai cũng có cái gì, cũng có chơi game, game gì cũng có luôn. Và anh em có thể tâm sự, tìm bạn, các thứ thoải mái, ok. Và yep, nếu còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay app Lita về để đi một vẻ hai, ok. Cảm ơn anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ. Bye bye.